Bác Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Bác Sa Đa Huy tiếp tục chia sẻ cái gian hàng của các anh ở trên Yên Thế, Thái Nguyên. Mang đến một số tác phẩm để tham dự với triển lãm. Cái xì cổ rất đẹp thưa quý vị. Đặc biệt tại triển lãm. Okay, quá đẹp. Mọi người chiêm ngưỡng cái bộ bẹo. Chào anh, vâng, chào anh. Cái rất dài, độ trông rất cao. Yên Thế, cái chi của anh tốt ở Yên Thế. Cây giang cây một cây xanh dáng trực hoành, cây bóng tàn khá mịn. Một tác phẩm phi lao. Cây me thưa quý vị, me nghệ thuật. Vẽ thân rất đặc biệt. Một cây xanh giáng long, cây xanh nam điền giáng long. Chào các anh nhá. Chào anh, chào bạn. Xin chào bác Sa Đa Huy. Đây, một số cây này đang chuẩn bị cẩu xuống xuống triển lãm đây. Đây cây tôi cẩu vừa nhặt xuống ấy. Đây là cây của bạn Hiền hả? Đây. Cây hoa giấy này. Hợp lý mà. Xuống là trên xe đó. Còn còn tác phẩm sung rồi cây si đó. Cây để mang xuống để bày bán tại triển lãm thưa quý vị. Quay cho quý vị xem một số phục. Đứng xa 5 mét mà lấy được cả thân. Cổ rất to. Các anh dưới Hải Hậu à? Nhà vườn Tuấn Linh này à? Đây, nhà vườn Tuấn Linh đây thưa quý vị. Quý vị nào có thích cái phôi nào của các anh thì cũng liên hệ với số điện thoại của các anh. Cái phôi đầu tiên này có nhiều tiền không anh? Hơn trăm à? Trăm mấy? À, tưởng trăm mốt cơ. Hơn trăm. Đó là gần, quá là gần, quá là gần 200. Thế là gần 200. Con này khi chưa vào trọng người ta trả 120. Cây phôi rất khủng. Vành này phải tầm
vanh này 300 chơi đấy nhỉ. Vanh điểm này 200. Vanh vanh bệ này phải. Vanh bệ này trên 300. Trên 300 đúng không? Đoán thế. Xong này cũng ác này. Nhỉ. Yeah. Trong này cũng khủng đấy. Với những cái này nó mới bõ công. Nắng này nó lóa ra nhìn nó hơi khó không. Được, tầm thời tiết này đẹp. Chưa nắng lắm đâu. Phố trong này đẹp này. Phố trong này đẹp này quý vị. Xanh dáng siêu. Cái dinh dáng siêu cũng tương đối già rồi, phút sụn đâu. Đáng quá quý vị ạ. Hôm nay triển lãm rất nắng. Vừa nãy thì rất mát mẻ. Nắng mà bức quá. Vất vả đến mấy cũng đến đây Bonsai Đức Huy cũng xin phép dừng lời tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.